Nào, các bạn nhìn lên trên màn hình để chúng ta giới thiệu tiếp công cụ vẽ của Corel. Lệnh cắt hàm thì nó cũng rất là thú vị. Nó sẽ giúp chúng ta là từ những cái hình đơn giản, chúng ta sau khi xử lý thì chúng ta đã làm cho nó trở nên khác biệt hơn và thành những hình mới. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có sự phụ thuộc vào những cái hình gốc. Ví dụ như là hình tam giác, hình chữ nhật, hình elip hay là hình sao, vân vân. Những cái hình đó thì dù sao đi nữa nó cũng vẫn chịu một cái giới hạn nhất định về mặt hình dáng. Do đó thì nếu mà muốn mà vẽ được, làm chủ được tất cả mọi thứ mà chúng ta thích gì vẽ nấy, thích gì tạo ra nấy, thì chúng ta phải làm chủ được công cụ pen, công cụ vẽ ở trong trong Corel. Nếu như mà bạn nào đã làm việc qua với một chương trình đồ họa nào đó rồi thì các bạn cũng sẽ thấy là pen có vẻ trông giống nhau, chắc là cách làm việc nó cũng sẽ giống nhau. Tuy nhiên nếu mà làm việc ở trong họ nhà Adobe thì học một thứ thì sẽ biết cái pen của thứ còn lại vẽ như thế nào, tại vì nó giống nhau. Nhưng mà Corel thì nó có điểm hơi khác biệt một tí, đấy chính là cũng là cái điểm riêng của Corel, thì chúng ta cũng sẽ làm quen cái đó. Chúng ta sẽ giới thiệu công cụ vẽ ở trong Corel như sau. Corel thì cung cấp cho chúng ta tương đối nhiều công cụ vẽ, bao gồm là freehand, two point line, bezier pen, b spline, polyline, three point curve và smart drawing. Như vậy là chúng ta có bao nhiêu nhỉ, 2, 4, 6, 8 công cụ vẽ tất cả. Nhưng mà thực ra thì số lượng thì nhiều, nhưng mà công cụ chủ lực thì nó chỉ có hai cái thôi, đó là cái bezier và cái pen. Đấy là hai cái chuẩn. Trước đấy thì cái công cụ chủ lực gốc của nó là công cụ bezier. Bezier thì tại sao lại gọi là như thế? Tại vì thực ra thì cái thuật toán để mà mô tả một cái đường ở trong máy tính ấy thì là do nhà toán học Pháp Bezier, ông ấy phát minh ra cái thuật toán để mô tả cái đường được vẽ ra như thế nào. Thì Corel thì lấy chính tên của cái người mà khai sinh ra cái thuật toán đó để đặt tên cho cái công cụ để vẽ ở trong Corel. Thế còn các cái chương trình khác thì người ta gọi đơn giản là công cụ pen. Đấy. Thế thì cái công cụ Bezier này nó tồn tại cũng rất là lâu ở Corel. Mãi về sau này tôi không nhớ được chính xác lắm là phiên bản nào thì nó bổ sung thêm pen nữa. Đấy, cái này cũng khá lâu rồi. Thì nó cũng sẽ có một chút cái sự khác biệt, nhưng chúng ta sẽ làm quen với lại cái công cụ gốc đó nhé. Đó là công cụ Bezier. Vẽ đường thẳng thì đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta xem lại. Đường thì có hai dạng đường, một là đường thẳng, hai là đường cong. Thế thì đường thẳng vẽ như sau. Chúng ta chọn công cụ Bezier, kích chuột một cái đầu tiên, nó sẽ tạo ra một điểm neo hay là điểm điều khiển. Chúng ta chỉ nhìn thấy nó thế này thôi. Sau đó nhả phím chuột ra và các bạn di chuột tới vị trí mới. Ở vị trí mới các bạn kích chuột một cái thì nó sẽ tạo ra điểm neo thứ hai, và tự động sẽ có một đoạn thẳng nối giữa điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai. Đấy, thao tác rất đơn giản. Cứ nhấp rồi thả chuột, nhấp rồi thả chuột, di tới vị trí mới, nhấp thả chuột. Thế là nó cứ nối vào với nhau. Đấy là thao tác vẽ đoạn thẳng. Và đây là đoạn thẳng hở. Nếu như mà tôi nối điểm đầu và điểm cuối vào với nhau thì tôi sẽ có một đường kín. Và các bạn lưu ý đây này. Đây các bạn nhìn đây này. Bây giờ nếu mà tôi tô màu, các bạn thấy màu không? Không thấy, đúng không? Mặc dù ở dưới này nhá, ở dưới thanh trạng thái là nó có báo là có màu nhá, nhưng các bạn không nhìn thấy, vì Corel quy định là chỉ có đối tượng nào khép kín thì mới được hiển thị màu thôi. Đối tượng nào hở vẫn nhận lệnh tô màu nhưng sẽ không cho phép màu hiện ra. Bây giờ nếu như mà tôi tiếp tục tôi đóng kín cái này lại, các bạn sẽ thấy đóng kín một cái lập tức màu các bạn nhìn thấy ngay. Đây là cái điểm mà rất khác biệt giữa Corel với lại họ nhà lúc. Họ nhà lốp có thể cho phép tô màu kể cả hình không khép kín, nhưng Corel thì không. Kín tôi mới cho tô. Cái điều này nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta là phân biệt được những đối tượng là đang hở, đối tượng là đang kín rất là rõ ràng. Illustrator rất khó để xác nhận là thằng nào đang kín, thằng nào đang hở, tại vì thằng nào cũng có màu cả. Đấy, Corel thì không. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp. Đây là vẽ
đoạn thẳng. Ok, đơn giản thế thôi. Bây giờ chúng ta xem vẽ đoạn cong như thế nào nhé. Vẽ đoạn cong thì cũng dùng bezier này thôi, nhưng khác nhau cái thao tác là kích chuột này để tạo ra điểm đầu này, kích chuột ở điểm thứ hai nhưng không được nhả phím chuột ra. Sau đó thì chúng ta sẽ giữ phím chuột và chúng ta kéo, thì lúc này nó sẽ tạo ra đường cong. Chúng ta thấy là xuất hiện hai cái mũi tên kéo ra hai bên như thế này, và chúng ta gọi nó là hai tay đòn điều khiển phụ. Và hai tay đòn này thì nó có tính tương tác với nhau thông qua cái điểm neo mà chúng ta vừa mới đặt, và nó sẽ hoạt động giống như một cái bập bênh và tương tác ngược chiều. Đấy, bên phải kéo ra bao nhiêu thì bên trái cũng kéo ra bấy nhiêu theo chiều ngược lại, bên phải thu lại bao nhiêu thì bên trái cũng thu lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Nếu bên phải hạ đầu xuống bao nhiêu thì bên trái vênh ngược lên giống như cái đầu kia của bập bênh, và ngược lại nếu bên phải nâng lên thì bên trái hạ xuống. Thế thì hai cái tay đòn phụ này giúp chúng ta giải quyết hai việc. Một là điều khiển độ cong của cái đoạn, tay đòn càng dài thì cái đoạn đang vẽ càng cong, tay đòn thu ngắn lại thì cái đoạn chúng ta đang vẽ nó sẽ ngắn bớt lại, cong ít bớt đi. Và nó giúp chúng ta giải quyết thêm một vấn đề nữa là đảo chiều của đoạn cong. Đây là đang cong lên trên, cong sang phía bên trái. Nếu tôi xoay chiều của tay đòn này thì tôi sẽ kéo cái đoạn cong đang vẽ cong xuống dưới, cong sang bên phải. Như thế là chúng ta đã bắt đầu biết cái cách để tạo ra đoạn cong. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng cần hai cái tay đòn này nó liên quan tới nhau. Có những lúc tôi muốn là tách bạch ra để cái đoạn vẽ đoạn cong tiếp theo không bị ảnh hưởng của cái đoạn cong trước đó. Thì để thực hiện thì chúng ta sẽ nhấn phím C ở trên bàn phím. Nếu mà bạn nào đã từng làm việc với lại họ nhà đúc thì các bạn sẽ thấy là họ nhấn phím Alt. Còn trong Corel thì chúng ta nhấn phím C. Lúc này tôi có thể bẻ được, điều khiển được độc lập cái đoạn tay đòn tiếp theo, hay là chúng ta đang làm việc với tay đòn bên phải đây mà không hề ảnh hưởng gì tới tay đòn bên trái cộng với cái đoạn mà đã vẽ. Tôi có thể kéo dài, thu ngắn, có thể kéo lên trên, hạ xuống dưới, kể cả đảo chiều ngược lại. Và tất nhiên là cái thao tác này nó sẽ ảnh hưởng tới cái đoạn vẽ tiếp theo. Tay đòn càng dài thì đoạn tiếp theo vẽ càng cong, đúng không? Tay đòn hất lên thì đoạn cong sẽ hất lên trên, tay đòn hất xuống, chúi xuống thì đoạn cong sẽ vẽ theo hướng chúi xuống. Thế và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là điều khiển được cái đoạn vẽ tiếp theo. Nên nhớ là trong quá trình đang vẽ như thế này thì các bạn chỉ có thể chỉnh được cái đoạn tay đòn của cái đoạn cong tiếp theo mà sắp vẽ thôi, còn cái đoạn mà đã vẽ rồi các bạn không can thiệp được nhé. Tôi nhả ra này và tôi vẽ tiếp này. Đấy, ví dụ nhấn C này, tôi nhả ra và tôi bấm tiếp vào đây thì nó sẽ vẽ ngược lên chứ không phải là chọn được cái tay đòn phía kia. Tay đòn kia đã dừng rồi là không cả, không chỉnh được. Mà sau đấy chúng ta sẽ chỉnh bằng cái công cụ Shape Tool này. Đấy, thế cách vẽ thì cơ bản nó sẽ là như thế. Nhưng mà chúng ta còn nhiều vấn đề nữa. Ví dụ đang vẽ này mà tôi cứ bấm không kéo cong nữa thì nó có thể là lại trở về thẳng. Đấy, bấm mà kéo thì nó lại trở thành cong. Thế và chúng ta cũng lưu ý thêm một cái vấn đề nữa là cái cách vẽ như thế này là chúng ta không quan sát được trước cái đường đi, chúng ta chỉ áng chừng thôi. Đấy, áng chừng thôi. Và bây giờ nếu như mà tôi đang vẽ mà tôi lại muốn là dịch chuyển cái điểm đang vẽ này, thì nhấn phím Alt ở Corel thì cho phép chúng ta là gì đây, dịch chuyển cái điểm điều khiển này sang vị trí mới. Nhớ là đừng có nhả phím chuột ra. Đấy, sau khi mà dịch đến vị trí mới rồi thì tôi nhả phím Alt ra và tôi lại có quyền là nhấn phím C để thay đổi cái tay đòn. Đấy, trước khi mà tôi vẽ tiếp đoạn tiếp theo. Thế đấy là thao tác vẽ cơ bản thôi, nhưng mà vẽ chỉ là một phần, sau đó thì chúng ta còn điều chỉnh làm sao cho nó khớp. Thì bây giờ tôi giới thiệu tiếp cái công cụ thứ hai lại nhé.
sau đó tôi giới thiệu tiếp sang tới cái công cụ Pick Tool là công cụ điều chỉnh, thì nó mới giúp chúng ta giải quyết được toàn bộ vấn đề. Xem tiếp cái cách vẽ của công cụ thứ hai, đó là công cụ Pen. Công cụ Pen thì thao tác nó cũng giống như công cụ Bezier thôi, khác ở cái gì đây các bạn nhìn thẳng nhá, bấm 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 bấm, ok, vậy là đây là thẳng và muốn khép kín thì khép kín lại, ok. Thao tác cực kỳ đơn giản, cũng giống nhau, khác ở cái gì, khác ở cái đoạn là tôi nhìn trước được cái đoạn nó chéo, nó ngang, nó thẳng, nó dài, nó ngắn thế nào. Tại vì là giữa cái đầu bút với lại cái điểm neo đã tạo ra nó sẽ có nối với nhau bằng một đường như này, tôi quan sát được trước cái đường đó. Đấy là đối với đường thẳng. Bây giờ chúng ta xem đường cong. Đường cong cách vẽ cũng thế thôi, bấm này, tạm thời bây giờ chưa kéo dê chuột, khi mà tạo điểm neo thì nó vẫn là đoạn thẳng, bấm nhá, vẫn giữ chuột và kéo thì bắt đầu ra đoạn cong. Đoạn này thì nó không khác gì nhau, nhưng mà đây tôi giữ C, tôi co co kéo kéo cái đoạn này xong rồi cho ngắn thôi, và khi mà tôi di tiếp thì các bạn nhìn thấy là tôi có thể quan sát trước được cái đoạn cong của chúng ta là như thế nào. Thế còn lại tất cả mọi thứ khác đều như nhau. Nhìn thế này thì sẽ khó. Bây giờ tôi sẽ demo vào một cái công việc rất là cụ thể, vẽ lại, vẽ theo một cái gì đó để chúng ta biết được là nên hoạt động như thế nào, nên làm như thế nào. Bây giờ lại nhập một cái ảnh nhá. Nhập ảnh. Ok, bây giờ chúng ta lấy một cái ảnh vào đây đi. Đây, hình mẫu có đây rồi. Đó. Chuột phải, lock object khóa nó lại. Vậy là xong. Bây giờ ít nhất là tôi vẽ thử theo cái đường chu vi của cái con vịt này xem vẽ như thế nào nhé. Chọn công cụ này. Bây giờ chúng ta có mấy cách vẽ bằng Bezier, vẽ bằng pen. Tôi vẽ bằng pen thì cho nó dễ nhìn nhé. Chúng ta sẽ nhìn trước được cái đoạn mà chúng ta vẽ như thế nào. Thế thì vẽ một đoạn cong thì nó sẽ gồm có hai điểm thôi, điểm bắt đầu, điểm cuối và độ cong của cái đoạn đó. Vấn đề của chúng ta là ước lượng làm sao cái đoạn vẽ cho nó chuẩn, đừng có vẽ ngắn quá, cũng đừng có vẽ dài quá. Bây giờ tôi bắt đầu đặt tại một điểm gãy. Điểm gãy là như thế nào, đang từ chiều này nó lại chuyển sang chiều khác thì đấy là điểm gãy đó. Đây, tôi đặt sang vị trí này chẳng hạn, bấm kéo. Thao tác thì rất là đơn giản, các bạn sẽ quan sát lúc lắc nó lên xuống giống như cái bệnh này, sau đó thì co kéo ngắn dài một chút. Lúc lắc là để làm gì? Lúc lắc là để áp cho nó sát vào cái chu vi, đúng không? Đấy, ngắn dài là để điều chỉnh cái độ cong. Đến đây rồi thì tôi bắt đầu nhấn C. Nhấn C để làm gì? Nhấn C để đảo cái chiều của đoạn cong. Tại vì là sao? Cái đoạn tiếp tới tôi vẽ nó khác với cái đoạn vừa mới rồi. Đoạn này ngắn thôi. Đoạn này ngắn là từ đây đến đây thế này. Đấy. Vẽ. Sau đó thì nhấn C, bẻ tiếp một tí tẹo, cho nó ngóc đầu lên. Tại vì đoạn tiếp theo là đến đây. Kéo một chút. Sau đó lại nhấn C, bẻ hướng tiếp. Vì sao? Vì đoạn tiếp này nó lại hơi đảo hướng rồi. Đến đây thì tôi mới tính là xem tôi vẽ đến đâu là vừa. Tôi ước lượng, phải ước lượng bằng mắt, xem là cái đoạn cong này có vẽ được một lần là xuống tới tận phía dưới hay không, hay là phải vẽ một đoạn ở giữa. Bây giờ thử nhé. Kéo thử này. Đấy. Nếu mới đến đây thì bấm này, kéo thử xem. Được rồi, đúng không? Nhấn C, đảo ngược chiều lại. Tại vì bây giờ lên đến cái lưng. Và tôi sẽ vẽ ra một đoạn này thôi, ngắn thôi. Đến đây tôi mới vẽ tiếp đến cái đỉnh này, một chút ngắn thôi. Và vẽ tiếp xuống đây. Đấy, nhấn A về đi để chúng ta chuyển cái khu vực quan sát.
Đấy, nếu mà cảm thấy không khớp, nhấn phím Alt, dịch lên, dịch xuống, dịch ra, dịch vào một tí. Tiếp tục. Những cái đoạn này thì đừng có gần nhau quá nhé. Gần nhau quá cái đường chúng ta vẽ nó sẽ bị gãy. Một đoạn đủ lớn, đủ hợp lý thì chúng ta dừng. Nếu cần điều khiển thì như vừa nãy tôi đã nói, nhấn giữ phím Alt mà di dịch một tí. Đến đây, nhấn C, thu lại một tí, tại vì cái đoạn này hơi phức tạp, đoạn cong này hơi phức tạp, ngắn bớt lại. Tất nhiên nếu mà vẽ được ngay một lần mà không phải chỉnh nữa thì là tốt nhất, nhưng mà chúng ta vẫn có những công cụ hỗ trợ để chỉnh, để cho nó càng ngày nó càng chính xác, cho nên cũng không nhất thiết là các bạn cứ đòi hỏi là phải vẽ một lần là chính xác ngay. Đấy, vẽ một lần chính xác ngay thì các bạn phải rất rất dày kinh nghiệm, các bạn mới có thể áng chừng được là đoạn nào ngắn, đoạn nào dài nên như thế nào. Nhưng mà cũng không nhất thiết là cứ phải bằng mọi giá là phải vẽ xong một lần như thế, tại vì công cụ này là cái công cụ cho phép vẽ xong rồi chỉnh. Đấy, là chúng ta cũng không cần phải đánh đố đến mức độ gọi là bằng mọi giá. Đấy, đến đây thì chúng ta đã vẽ xong được một cái đường bao xung quanh chu vi của con này và có thể dùng vào trong một cái việc gì đó. Thì cái cách vẽ là chúng ta sẽ thấy là nó cũng không có quá là phức tạp. Đấy, quen tay một chút là chúng ta cũng có thể là vẽ được. Thế nếu mà trong trường hợp mà các bạn không muốn là vẽ theo cái kiểu hoặc là chưa quen vẽ theo cái kiểu gọi là cong ngay như thế này thì lại có một cách khác cho các bạn, có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ bằng đường thẳng rồi chúng ta nắm dần nó sang thành đường cong. Đây, cách vẽ chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì việc là các bạn cứ vẽ bằng đường cong và cố gắng là điều chỉnh thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vào các điểm chính đi. Đấy, cứ nhấp thả vào các điểm chính đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán tiếp, xử lý tiếp. Ví dụ như này, đây. Các bạn bảo thế này thì đâu có giống. Đó, tại vì đây là bạn thẳng mà. Hình của chúng ta rất là cong. Tôi chỉ đặt các điểm neo vào những cái điểm mà coi như là tôi tính toán là chính nhất thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Nhưng mà trước khi điều chỉnh được thì tôi cần phải nói thêm sâu hơn một tí về công cụ Shape Tool, là công cụ điều chỉnh cộng với lại những cái sự khác biệt về cái những cái nốt điều chỉnh, những cái điểm điều chỉnh cong và thẳng. Thế thì công cụ Shape Tool F10 này là một công cụ cực kỳ mạnh ở trong Corel. Nó sẽ cho phép chúng ta can thiệp vào bất cứ thứ gì một khi đã xuất hiện ở trên màn hình là thằng này có quyền can thiệp. Đấy, đặc biệt là thằng này sẽ dùng để can thiệp vẽ vào các đường path, điều chỉnh các đường path. Chúng ta có thể bấm vào các điểm điều khiển này để nhắc lên, nhắc xuống, dịch chuyển nó đi. Và nếu như nó là đoạn cong thì chúng ta có quyền là ngoài dịch chuyển điểm chính thì chúng ta có quyền là tác động vào tay đoạn phụ để điều chỉnh nó. Tuy nhiên, nói về cong thì chúng ta lại phải giới thiệu một chút là cong và thẳng thì là hai khái niệm rất là đơn giản, rất là rõ ràng. Nhưng mà trong cong thì chúng ta lại có tới 3 cái biến thể cơ, chứ không phải là một kiểu duy nhất. Và các bạn nhìn đây, khi tôi chọn một cái điểm này, đây là điểm điều khiển thẳng. Các bạn nhìn lên trên thanh property, lúc này chúng ta sẽ thấy một loạt các cái điểm, những cái icon để cho chúng ta có thể là thao tác. Và cái mà tôi đang nói đây là hai cái này. Chúng ta có thể convert một điểm điều khiển từ dạng thẳng sang dạng cong và ngược lại. Thì chúng ta có hai icon, một cái có tên là convert to line và một cái có tên là convert to curve. Nếu như cái điểm nào mà chúng ta đang bấm vào mà nó được chọn rồi thì nó sẽ khai báo trạng thái trên này luôn. Hai cái điểm này, nếu cái nào đang bị chìm đi có nghĩa là bản thân nó là cái đó rồi. Lệnh convert to line không có tác dụng bởi vì chính nó là line rồi, chính nó là đoạn thẳng rồi, điểm điều khiển thẳng rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể bấm vào đây để convert to curve.
Vậy thì bây giờ tôi có cái đoạn mà do cái điểm này điều khiển là đoạn cong. Nhưng cong thì nó lại chia ra làm 3 trường hợp. Chúng ta lại xem tiếp đến cái đoạn hàng xóm này. Thì chúng ta có 3 cái trường hợp, bao gồm là cắt nốt, hay là chúng ta gọi nôm na là nút gãy. Đó. Smooth nốt, nút trơn. Thế còn cái cuối cùng này, symmetrica, thì đấy là nút tương tác. Thế thì bây giờ chúng ta đang có cái nốt này đang nổi lên, có nghĩa là bản thân nó chính đang là smooth nốt rồi, là nút trơn. Chúng ta có thể chuyển qua cái nào mà không có thể chuyển qua là cái đang nổi lên thế này chứ. Bây giờ tôi có thể chuyển qua cái này. Đó. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua những cái gì? Và điểm khác nhau là ở đâu? Đây, một điểm như thế này thì tôi có cái gì đây nhỉ? Sự tương tác đúng không nào? Nâng đầu này lên thì đầu kia hạ xuống. Nhưng mà tôi thu hay kéo cái thằng đầu này thì đầu kia nó có thu hạ theo không? Không đúng không? Như thế là nó không hoàn toàn là tương tác hoàn toàn, mà nó chỉ tương tác về mặt chuyển hướng thôi. Cong lên trên hay cong xuống dưới. Nhưng mà độ dài ngắn của tay đòn thì không. Nó chính là cái thằng smooth này. Đấy. Nút rất mềm, rất trơn. Nhưng mà mỗi bên là một bên, không ảnh hưởng gì tới độ dài, độ ngắn, độ cong của nhau. Mà chỉ khi nào mà nhấc tay đòn điều khiển lên đảo hướng thì nó mới tác động đến nhau thôi. Thế còn dạng cắp nốt thì sao? Cắp nốt thì là cái dạng mà bên nào biết bên đấy, không dính dáng, không chơi với nhau. Đấy. Bên phải điều chỉnh thì là chuyện của bên phải. Đó. Bên trái điều chỉnh là chuyện của bên trái. Tức là nhà anh ở nhà tôi không liên quan đến nhau hết. Nhưng thằng này thì hơi liên quan. Đó là gì ạ? Tôi nâng lên thì anh bị hạ xuống, mà tôi hạ xuống thì anh bị nâng lên. Nhưng mà tôi cong nhiều hay cong ít, đấy là việc của tôi, không liên quan đến anh. Thế còn cái thằng symmetrica, hay là gọi là nút tương tác, chính là cái mẫu lúc đầu tiên mà chúng ta nói đấy, là liên quan đến nhau hoàn toàn. Đấy. Tức là kiểu gì nhỉ? Vừa cạnh tranh vừa tức nhau đấy. Đấy. Tao mà lên là mày phải xuống. Đó. Mà tao xuống là mày lên. Nhưng mà ngược lại thì đấy, tao cơi nới cho bao nhiêu thì mày cơi nới bấy nhiêu. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có 3 dạng như thế. Cho nên là tùy từng lúc, tùy từng chỗ mà chúng ta sẽ điều chỉnh nó. Hoặc là nút gãy, hoặc là nút trơn, hoặc là nút tương tác. Tùy vào từng cái chỗ điểm cong. Thế và bây giờ nếu như mà chúng ta có một cái đoạn thẳng như thế này thì chúng ta rất là đơn giản. Ví dụ tôi không những là tôi điều khiển bằng cách là bấm vào điểm điều khiển này, tôi di dịch ra vào, tôi còn có thể là gia giảm bằng cách là kéo các tay đòn này, hoặc đôi khi ở một mức độ khác nữa là tôi có thể bấm trực tiếp vào cái đoạn cong này để tôi kéo nó cong theo ý của tôi. Đấy. Ví dụ đoạn này thay vì điều chỉnh giống như vừa rồi, tôi có thể bấm vào đây. Phải biến hết nó thành đường cong đã, đúng không? Tôi sẽ vẽ một cái marquee như này, tôi chọn hết tất cả các điểm. Một thao tác rất đơn giản, convert to curve, biến hết nó thành đường cong. Bây giờ tôi muốn đoạn nào cong nào, tôi bấm trực tiếp vào đây, tôi kéo. Kéo theo ý tôi, dịch lên, dịch xuống, dịch ra, dịch vào. Bằng cách như thế này thì tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn mới làm quen, thì đây cũng là một phương pháp rất là đáng để mà trao đổi. Đấy. Gần như là chúng ta kéo một cái là được. Thế còn vài điểm nho nhỏ cần thiết thì chúng ta sẽ sử dụng tới cái thao tác là gì đây ạ? Đây, chọn hết này, cong này. Đó, bây giờ tôi kéo này. Đấy, gần như là kéo một cái là được. Thế còn cần điều chỉnh thêm thì bấm vào đây và lúc này chúng ta gia giảm thêm một tí về cái tay đòn. Thì đấy là một phương pháp. Nếu như các bạn chưa quen kéo đường cong ngay lập tức thì hãy vẽ bằng cách là phát các đường thẳng. Tất nhiên là các bạn phải áng được các điểm chính của nó cho nó hợp lý. Thế thì sau khi mà chúng ta vẽ các cái điểm chốt chính rồi thì bây giờ các bạn sẽ gia giảm thêm bớt một tí. Thế vào đây các bạn lưu ý có thêm một vài thứ mà tôi phải nói thêm. Đó là cái việc thêm hay bớt các điểm.
Nếu như ví dụ như đoạn này tôi vẽ chưa đủ, tôi cần thêm một điểm điều khiển nữa để cho điều khiển nó tốt hơn, thì tôi sẽ làm như sau: bấm vào cái điểm mà tôi cần, sau đó muốn thêm hay bớt nút thì chúng ta sẽ có dấu cộng hay dấu trừ ở đây. Bằng cách bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta thêm một cái điểm. Và lưu ý rằng là cái điểm mà tôi bấm ấy, nó là cong thì nó sẽ là ra nút cong, mà nó là thẳng nó sẽ ra nút thẳng. Thế còn muốn trừ đi thì chúng ta sẽ bấm vào cái delete nốt này thì nó sẽ xóa bỏ cái nốt đấy đi. Nhưng đấy là cái kiểu gọi là thủ tục hành là chính. Còn nếu mà làm theo kiểu nhanh thì chúng ta gì đấy, bấm đúp ngay vào cái chỗ chúng ta cần, thế rồi là nó sẽ thêm vào. Hoặc muốn xóa cái nào thì bấm đúp chính vào cái nút mà chúng ta đang muốn xóa, thế là xóa đấy. Chứ còn làm cái cách theo kiểu bấm vào đây xong lại lên đây bấm cộng bấm hay bấm trừ nữa thì hơi mất thì giờ. Chúng ta làm một cách nhanh hơn là bấm trực tiếp, bấm đúp luôn à. Thế còn nếu mà một cái hình mà đang hở thì sao, cong hay thẳng tôi không cần biết, nhưng mà chúng ta sẽ có khi chọn shape tool, các bạn có một cái lệnh gọi là close curve này thì nó sẽ tự động nó sẽ đóng kín hai cái điểm hở vào để trở thành một cái hình khép kín. Nó còn có thêm một số các cái tùy chọn này nữa, các bạn cũng lưu ý thêm cho tôi như sau: tách và nối nốt đấy nhá. Các bạn quan sát cái lệnh này nữa, đây cũng là một lệnh rất quan trọng này. Bấm vào một điểm điều khiển, nếu muốn các bạn có thể tách đôi cái điểm điều khiển này ra. Bây giờ tôi tô màu để các bạn nhìn cho dễ nhé. Đây là hình khép kín đúng không, chúng ta có màu. Bây giờ tôi chọn cái tông của shape tool và tôi bấm vào một trong các điểm điều khiển này và tôi chọn lệnh break up. Một cái nốt đó đang kín tách đôi ra, mà khi nó tách đôi thì nó sẽ trở thành hình hở. Mà hình hở thì chúng ta sẽ không có nhìn thấy được màu. Đây. Thế bây giờ nối lại thì có mấy cách như sau. Một là thủ công, tôi bấm vào một điểm này và tôi kéo, tôi thả vào cái nốt mà tôi muốn nối, nó sẽ tự động biết, nhận biết, nó sẽ dính vào nhau và nó nối lại. Đấy là một kiểu. Một cách nữa là tôi chọn lệnh gì đây nhỉ, close curve, cái mà tôi vừa nói vừa đấy, thì nó sẽ tự động phát sinh ra và nó sẽ nối giữa điểm hở nọ và điểm hở kia để nó trở thành một hình khép kín. Như vậy là tôi sẽ bị phát sinh ra thêm một cái gì đây, tôi bị phát sinh ra thêm đoạn này. Thế còn nếu mà cách nữa là tôi có thể chọn cả hai điểm mà cần nối với nhau, sau đó tôi sử dụng cái lệnh join to node. Trường hợp này thì cả hai cái điểm nó sẽ bị dịch đi một quãng đường nào đó, đi đến trung tuyến giữa hai điểm để nó nối vào với nhau. Đấy, đây nhá. Chúng ta xem lại, tôi kéo cái thước để biết được là các cái điểm gốc này nó nằm ở đâu nhá. Đấy. Giao điểm của các cái đường gai này chính là cái điểm gốc. Bây giờ tôi chọn hai cái thằng này mà tôi ra lệnh nối này thì nó chạy vào mỗi thằng dịch chuyển một nửa quãng đường. Đấy, nhưng mà gốc của nó thực ra là gì đây ạ? Gốc của nó thực ra là ở đây. Tôi có thể kéo tôi thả vào đây là nó sẽ tự động nó biết là phải dính thằng nào vào với thằng nào. Đấy thì có ba cái cách khép nối vào nhau như thế. Thế thì bây giờ các bạn mà bằng những cái gì mà chúng ta đã biết đó, bây giờ tôi sẽ giúp các bạn làm như thế này. Tôi sẽ đưa một cái bài, các bạn sẽ đồng thời kết hợp luôn cả mấy cái kỹ năng vẽ này, kỹ năng tô màu này và kỹ năng giải quyết cái vấn đề gọi là cái gì trên cái gì dưới luôn đó. Tôi sẽ đưa lên trên video trang để chúng ta chia sẻ nhé, chia sẻ cái tài liệu. Bây giờ chúng ta lấy thử một cái hình ảnh như thế này đi. Đây, các bạn sẽ tìm kiếm có một cái như thế này. Chúng ta sẽ vẽ, hiểu không? Vẽ theo, đây là cũng toàn là các đường cong thôi, rất là phù hợp để cho chúng ta có thể luyện tay để vẽ các cái đường đó. Thế bây giờ các bạn vẽ bằng bezier cũng được, vẽ bằng pen cũng được, tùy các bạn.
vẽ cong ngay cũng được, mà vẽ theo cái cách là phát các đường thẳng chính rồi uốn theo cái cách mà tôi vừa hướng dẫn cũng được. Thế ở đây nó có phần một màu này, đây lại có cái bụng này, cái vây này là một màu khác. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ vẽ theo cái cung cách là vẽ từng cái một, hay là các bạn vẽ cái đường giao nhau rồi thì các bạn tô bằng bằng smart film mà chúng ta vừa mới nói. Và thêm nữa là đây lại còn có cái cảnh là con cá nó nhảy qua cái vòng. Vậy thì con cá vừa dưới cái cạnh vòng này lại đè lên cái cạnh vòng kia, tức là lại một lần nữa chúng ta lại bắt gặp cái chuyện là tầng thứ cho các đối tượng đánh lừa mắt làm sao để cho nó một cái nọ lại chui vào trong cái kia đó. Thế bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn cái bài này để các bạn có thể là vừa làm quen với công cụ pen, vừa làm quen luôn với cái công cụ smart film để một cách nhanh nhất vẽ được ra vừa con cá vừa cái vòng, mà cũng giải quyết luôn cái bài toán là tầng thứ của các đối tượng. Ok, bây giờ tôi sẽ đưa nó lên nhé.